Mối đầu tiên thì con quen con cảm giác không có an toàn á. Mình hay ghen với người bạn đó làm cho mình không có tin tưởng được. Rồi, cũng vì cái tính ghen. Mối thứ hai. Mối thứ hai thì do cái nóng tính. Thì cái lý do mà em chia tay với bạn này là tại vì bạn tỏ tình cùng một lúc quá là nhiều người, mà trong thời gian đó là bạn có tỏ tình với em nữa. Dạ, thì em vô tình em phát hiện ra thì em từ chối luôn. Xin mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, mời em gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin chào MC Ngọc Lan, MC Hường Linh và quý khán giả ngồi tại trường quay. Em là Như Quỳnh. Em sinh năm 1995 và hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ Phú Yên. Công việc hiện tại của em là nhân viên marketing ạ. Rồi, xin mời em trai. Dạ, chào chú Hường Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Con tên là Nguyễn Khánh Linh. Khánh Linh. Dạ, sinh năm 1995. Công việc hiện tại của con là đang làm photo với lại chụp hình với quán cà phê ạ. Vậy là hai bạn cùng tuổi đó nha. Hai bên là 95 hết đó. Rồi mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi Quỳnh. Dạ thì ưu điểm của em là một người rất chăm chỉ và nhiệt tình trong các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Còn về nhược điểm của em thì khá là kệ nể và đôi khi cũng khó nói là từ chối với người khác. Và ngoài ra thì em có một cái nhược điểm thì em nghĩ đó là nguyên nhân mà để em ế tới giờ, đó là em hơi sợ trai ạ. Em hơi sợ trai ạ. Sợ trai hả? Dạ. Lý do sao sợ em? Em hay có xu hướng là sợ các bạn trai mà hay theo đuổi với cái crush em á. Kiểu như là em hay có cái xa lắm ấy ạ. Kiểu tức là biết ai thích mình là mình đi chỗ khác luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em lại rất thích theo đuổi một người mà em không biết người đó có thích mình hay không. Kiểu như là giống như theo tình chạy mà chạy tình theo ấy ạ. Cái gu em nó lạ quá ha. Hay quá. Vậy nay nhà trai mình lơ chút xíu nha. Đừng có tấn công nha. Dạ. Dạ nhưng mà nay thì em đỡ nhiều rồi, cho nên em sẽ cần bạn trai chủ động nhiều hơn ạ. Trời đất ơi, thay đổi nhanh vậy đó hả? Thôi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Linh? Dạ con thì điểm mạnh thì thật thà, biết quan tâm và chăm sóc cho gia đình. Rồi cũng biết nấu ăn, hơi quyết đoán trong việc xíu. Nấu ăn? Nấu nhiều món không Linh? Dạ nói chung thì những món của miền Tây thì chắc con nấu được hết rồi. Quyết đoán trong công việc có tính gia trưởng không? Dạ không. Mình có cái điểm yếu nào? Điểm yếu con thì chắc là hay ghen với lại hơi nóng tính. Ghen hả? Tụi đã ghen còn nóng tính nữa. Ghen mà nóng tính là mệt rồi nha. Nghe là mệt rồi đó. Không nhưng mà khi mà con nóng tính thì con kiềm chế được. Con không kiềm chắc người ta mệt lắm á. Con ghen bao nhiêu lần rồi trong cuộc đời? Dạ đó con không nhớ được chị. Quá nhiều luôn hả? Vậy là ghen nhiều lắm rồi đó. Đây cũng đâu có đếm. Không có đếm được hả? Ghen lắm mà dữ lắm mà nóng lắm mình làm gì? Dạ im lặng. Trời đó, ghen cũng im lặng mà nóng cũng im lặng nữa. Mỗi lần ghen em làm sao đây, em nói cho chị Lan nghe coi. Dạ chào chị. Em này mà nó nóng ngay làm lại nữa trời. Hay vậy mà nóng một cái là chắc thiệt á, chấn thương liền. Đúng rồi đó. Thường cái điều gì là làm cho em ghen nhiều? Đang đi chơi với bạn gái cái thấy điện thoại bạn gái tin nhắn tới hay sao? Dạ, cũng dạng dạng vậy. Giống như là nhắn tin mà kiểu như đi với mình mà nhắn tin nhiều quá đó. Ủa thì nhắn tin nhiều công việc rồi nhiều mối quan hệ chứ đâu phải nhắn tin yêu đương. Bên đây người ta làm marketing là người ta điện thoại người ta liên tục luôn đó. Gần như marketing nó nhắn liên tục 24/24 luôn á. Cái đó thì cũng tùy theo mình quen người làm công việc gì nữa vậy. Nếu mà làm như vậy thì mình thông cảm được. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, là mới đây từ đầu năm thì có làm mai, mọi người làm mai được 2 người, mỗi người quen được 3 tháng. Mới đây là từ đầu năm giờ là được 2 mối. 2 mối rồi đó, mỗi 3 tháng. Mà sao chia tay nhanh quá vậy? Mối đầu tiên thì con quen con cảm giác không có an toàn á. Mình hay ghen với người bạn đó làm cho mình không có tin tưởng được. Rồi, cũng vì cái tính ghen. Mối thứ hai. Mối thứ hai thì do cái nóng tính. Rồi. Anh nói nghe nè. Hai cái tật xấu của ổng là nó liên quan tới cái chuyện chia tay luôn rồi. Trời ơi. Lo quá. Dễ thương xinh xắn, cặp này hợp rồi nha. Về phần hình là hợp lắm. Cặp này mũm mĩm với nhau luôn á. Nghe anh ghen sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ đúng không? Dạ nhất là trong thời gian gần đây nghe tin báo là cái vụ đánh ghen cũng nhiều cũng sợ. Đó. Mình có tính ghen không? Dạ cũng không hẳn đâu. Vì nhiều kiểu như là nhiều lúc mà ví dụ như là có cái bạn trai mà có cái biểu hiện quan tâm hay với một bạn nữ khác đi. Hoặc bạn nữ khác giới thì cũng có chút ghen. Chút ghen nhưng mà marketing xử lý hay lắm ha. Marketing có cách xử lý. Bây giờ đường tình duyên mình sao nè?
Dạ, thì trước giờ em chỉ có một mối tình thôi, nhưng mà mối tình này khá là ngắn, tầm khoảng 3 tháng. Thì cái lý do mà em chia tay với bạn này là tại vì bạn tỏ tình cùng một lúc quá là nhiều người, mà trong thời gian đó là bạn có tỏ tình với em nữa. Dạ, thì em vô tình phát hiện ra thì em từ chối luôn. Hai đứa này về giao diện cũng giống nhau, về tình yêu quen cũng có mối 3 tháng đều như nhau vậy đó. Thấy không? Cũng hợp với nhau. Mình muốn có một cái mẫu hình lý tưởng trong tương lai thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em là về ngoại hình thì em không cần phải đẹp trai quá đâu, nhưng mà cần bạn đó cao hơn em tầm 5-7 cm, 1m65 trở lên. Cao, có cao hơn. Dạ. Rồi bên đó có bề dày cũng dày hơn. Với lại em cũng không thích bạn trai là nghiện game và cũng nghiện thuốc lá. Có game thuốc lá gì không? Không có. Dạ, với lại là giữa gia đình và bạn bè thì em muốn bạn ấy chu toàn về gia đình hơn. Em quen biết tụi là cũng rất nhiều người là kiểu như là họ đề cao cái mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội là càng nhiều hơn ấy. Sao? Thấy sao? Dạ, cái đó thì em nghĩ em đáp ứng được. Tại vì em thì hình như là hầu như là không có đi chơi. Thí dụ mà ngày em đi bán xong thì về thì nấu cơm nước thì gia đình ăn cơm xong rồi vô phòng đóng điện thoại xem xíu thì cỡ chừng 7-8 giờ là ngủ rồi. Thôi, bây giờ thì mình hỏi người thân đi. Bạn trai đi với ai cơ? Dạ, em đi với mẹ với hai dì với lại hai người em. Dạ. Có mẹ nữa ha. Chào nhà trai ạ. Mẹ thấy bé bên đây cũng dễ thương, hiền, mẹ đồng ý rồi đó con. Rồi, gọn vậy được rồi. Dạ đúng rồi. Rồi, mẹ đồng ý là được rồi đó. Còn em gái đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn đồng nghiệp ạ. Chị sếp và bạn đồng nghiệp. Rồi, đội marketing rồi ha. Chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em là Phương Thảo, hiện tại cũng là đồng nghiệp và cũng là cấp trên của Quỳnh tại công ty. Thì đầu tiên là em giới thiệu về Quỳnh trước để cho nó khách quan. Thì Quỳnh là cô gái rất là dễ thương, hiền lành và hài đồng với đồng nghiệp, nên là rất được các bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Còn về bạn trai này thì thấy là về ngoại hình thì cũng khá là tương xứng với lại Quỳnh. Và bạn thì cũng hơi rụt rè một chút, thì tại vì cái tính của Quỳnh cũng rụt rè á. Với lại thì cái thời gian mà mọi người gặp nhau trên đây chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, thì cũng không nói lên được điều gì cả. Nên là nếu như mà hai bạn cảm thấy trong lòng có một chút gì đó rung động thì cũng cho nhau cái cơ hội tìm hiểu về sau. Tại vì biết đâu phía bên kia là cái định mệnh còn lại của mình thì sao. Cảm ơn. Trời, đúng là dân marketing nói chuyện tao nói nó mượt mà dữ lắm. Biết đâu là định mệnh thì sao. Thôi giờ mình mở cửa đi. Đúng. Mở cửa rào coi định mệnh nó sao. Dạ. Mở rào. Đó, không gian của hai em đó, thoải mái đi, trò chuyện, hiểu nhau nhiều hơn. Bắt đầu đi, Linh. Anh có con gấu bông tặng em, thì con này nhìn nó vui vẻ, là nó dễ thương á. Hy vọng là em cũng vậy ha. Dạ, đúng anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Thì cái món quà này là một cặp áo đôi. Thì nếu như mà hôm nay chúng ta cùng bấm nút thì chúng ta sẽ cùng mặc. Còn nếu như không thì anh có thể giữ lại với người yêu của anh để anh mặc sau này cùng với người yêu của mình ạ. Dạ, cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Dạ thì em thấy về cái công việc và cũng giống như là cái độ tuổi thì em thấy là cũng khá là phù hợp với cái nhu cầu của em. Thì tuy nhiên mà có một cái là em nghĩ là anh sắp tới anh cần nó lạnh hơn một tí, là về cái tính ghen và tính nóng tính ấy, để có thể là mình bền vững hơn trong tình yêu nếu như mà chúng ta cùng bấm nút. Dạ. Thì anh nghĩ thì cái ghen của anh thì hay ghen thì có, nhưng mà nếu mà làm mà đủ mình niềm tin á thì chắc cũng không đến nổi. Dạ. Vậy anh thấy em sao? Em thì cũng dễ thương. Dạ. Giống cái gu của anh thích. Đúng không ạ? Dạ. Hai đứa đúng gu luôn ha. Nếu mà mình bấm nút mình tìm hiểu thì tầm bao lâu mình tiến đến được hôn nhân? Em thì em đang định hướng là tầm khoảng 30 tuổi là ổn định yên bề gia thất á. Thì em hiện tại đã 27 tuổi rồi. Thì tầm khoảng mình có thể quen một năm, nếu như mà thấy hợp thì mình có thể hoàn toàn tiến đến hôn nhân. Và nếu như mà mình cần thời gian hơn thì mình có thể cân nhắc thêm. Dạ. Các bạn bây giờ hẹn hò sao đó? Một tuần mấy lần thỏa thuận với nhau đi. Anh thì anh ở Cần Thơ. Bây giờ công việc em làm thì hiện tại em làm ở đâu? Dạ hiện tại thì em làm bên Tân Bình, cách mạng tháng 8 ạ. Dạ. Tại vì công việc của anh làm thì nói chung thì mình tự làm, mà muốn nghỉ thì bây giờ cuối tuần anh sắp xếp. Dạ. Hẹn hò được. Có thể là 2 tuần anh lên 1 lần. Dạ. Tại vì nó cũng hơi xa. Anh nghĩ là tầm khoảng bao nhiêu tuổi thì mình có thể ổn định kinh tế cũng như là hôn nhân á? Nói chung thì anh hiện tại coi như cũng là ổn định rồi. Dạ. Công việc anh làm cũng lâu rồi. Dạ. Anh thấy ổn định cho nên anh mới đi tìm vợ. Dạ. Nếu không ổn định anh cũng không dám đâu. Dạ. Nếu mà cưới nhau thì mình em xin bao nhiêu người con? Anh thích bao nhiêu thì em xin bấy nhiêu. Trời ơi.
Mạnh miệng ghê. Sợ anh không có sức chăm thôi. Anh thì anh chăm nổi đó, mà không biết em đẻ nổi không? Anh được thì em sẽ được ạ, em cảm ơn. Tiền bạc sao, ai quản lý? Tiền bạc thì chắc về vợ quản lý thì chắc hơn. Dạ, anh tính sau này có lên Sài Gòn hay là lập nghiệp ở quê anh luôn? Anh thì con Úc cho nên là anh không có lên trên này được. Dạ. Nếu mà được thì em có thể về làm dâu. Dạ. Em có ngại làm dâu miền Tây không? Dạ em không ngại. Tại vì là em cũng là con Úc thì hiện tại thì cũng đã có chị hai ở nhà rồi. Thì chỗ phần ba mẹ thì lâu lâu có thể về thăm ba mẹ được. Nhưng mà nếu như được thì Linh hoặc mình có thể cùng nhau lập nghiệp ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu như mà về quê thì em cũng ok luôn ạ. Hay lắm. Nhưng mà xin nhắc lại nha, không phải quê nha, thành phố Cần Thơ. Dạ. Thành phố trực thuộc trung ương nha, thành phố lớn nha. Thành phố Cần Thơ hiện nay phát triển kinh khủng luôn. Đó là một trong những đầu tàu của đồng bằng sông Cửu Long. Đất Cần Thơ mắc lắm. Mặt bằng ở dưới thuê mắc lắm. Kinh doanh ở thành phố Cần Thơ cũng rất là khá luôn đó. Nào bây giờ bước tới nắm tay bạn gái nào, mình nói gì đó về nếu như bạn đồng ý gì mình mời bạn về quê gì đó. Thì mình đến đây cũng là cái duyên rồi. Thì anh nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu được thì mình có thể tiến xa hơn. Yeah. Mời về Cần Thơ. Thì không biết là công việc của em như thế nào, thì xong thời gian mình tìm hiểu đi. Thì nếu em rảnh thì anh sẽ mời em về với quê anh chơi. Dạ. Yeah. Hát tặng bài đứng yên. Cầm tay bạn gái đó. Đây đưa con gấu đi chị cầm đó. Làm gì có con gấu càng càng ở giữa ấy, trời. Xin phép hát tặng khán giả trường quay đây với em là bài Dệt Mộng Nguyên Ương. Tình cờ anh gặp em trong vườn hoa đêm trăng rằm, trầm nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ em biết chăng. Người như đó hoa hồng, em cười như những nụ hồng, đã làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong. Nhìn em yêu hồn nhiên như nàng tiên giang trần, lòng thầm mong ngày sau anh và em sẽ sánh duyên. Tình ta mãi lưu truyền, ôi nàng tin quá dịu hiền. Của đời anh người ơi, anh ước mong có vậy thôi. Dễ thương quá. Rồi em gái đáp, đối đáp lại đi. Dạ em hát không hay, nhưng mà em có điều muốn nói trước khi mà mình bước vào vòng bấm nút đó là em làm marketing mà. Em không phải là quảng cáo cho nên là mong anh đừng bỏ qua. Dạ cảm ơn. Suy nghĩ lại một lần nữa xem đây có phải là một nửa mảnh ghép dành riêng cho mình hay không. Nếu đúng thì hai bên bấm, còn nếu không đúng thì không cần bấm. Chị Ngọc Lan sẽ đếm 3 tiếng nha. 1 2 3 Thật ra cặp đôi này rất dễ thương á, hình như là họ đã gặp nhau ở đâu rồi đó. Rồi chính thức các bạn hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. À, đẹp chưa? Bây giờ thì xin phép mẹ cho tụi con hẹn hò nhau gì đó, hỗ trợ tụi con gì nói với mẹ đi. Lên đây thì con cũng mong muốn là tìm được một nàng dâu cho mẹ. Mẹ cũng ưng ý. Tại nãy mẹ cũng nói là mẹ thích, mẹ chịu được thì mẹ chuẩn bị tiền đi. Thì nếu mà không có gì thay đổi thì như bạn nữ nói thì trong vòng 1 năm thì có thể là mình tiến tới hôn nhân. Sắp xếp mà để mẹ mời gia đình bên con đến gia đình mẹ để tìm hiểu nha. Vậy là hai đứa này nó đẻ con múp míp dễ thương lắm nè. Được lắm đó, hợp lý, xứng lắm á. Làm như là sinh ra cho nhau vậy đó. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng hai em. Dạ, em mời chị ngồi. Mời nhà trai. Rồi bây giờ mình mời nhà gái giới thiệu trước nè. Rồi, mời nhà gái. Vậy nhà gái đàn em tên là Thúy Phượng, năm nay em 40 tuổi. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là Long An. Hôm nay đến đây là em đi cùng với ông ba. Dạ. Phượng ở Long An hả? Vâng ạ. Long An là ở huyện nào? Dạ về Kiến Tường à. Chị đang làm công việc gì? Em đang là nhân viên bán hàng. Em bán ở đâu? Vâng, 65 Lê Lợi, Sài Gòn Center. Rồi, à. Bán nguồn nhất luôn. Vâng ạ. Mời em trai. Xin chào anh Nguyễn Linh và bên bạn nữ bên kia và chị Ngọc Lan. Em thì tên
Tức Việt Cường. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố hả? Công việc của em là bảo trì cơ khí máy móc công nghiệp. Em làm được mười mấy năm rồi. Mới gần đây thì em đổi việc qua bên kinh doanh, mua bán. Mua bán gì Cường? Dạ được, em mua bán đồng hồ, mắt kính. Ủa sao tự chuyển nghề? Cái mùa dịch 2019 thì em làm cho công ty nhà máy, em nghỉ việc, em chuyển qua mua bán nhỏ ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Tên Vĩ Cường lạ quá hả? Tích Vĩ Cường. Tích Vĩ Cường. Em là người giống người Hoa hả? Đúng rồi, ông cố bà nội là người Hoa, em và mẹ ở Việt Nam, người Việt. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Cường? Ưu điểm của em là công việc thì nỗ lực, lập lập, làm mọi thứ, mọi việc. Mời nhà gái. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì chị ha? Ưu điểm của mình đó là độc lập, biết đón. Còn khuyết điểm đó là không biết nấu ăn. Không biết tề gia nội trợ. Sao vậy? Ở đây biết, ở đây nấu ăn giỏi lắm. Bên đây nấu ăn giỏi hả? Ở đây nấu ăn giỏi. Rồi, vậy là khỏe rồi ha. Em có mấy mối tình rồi Cường? Dạ, em ly hôn. Ly hôn 9 năm. 9 năm rồi? Dạ. Con cái sao? Em lấy vợ về, em ở thì chưa được 1 năm. Thì lúc đó thì em định chưa định sanh thì đã ly hôn. Em cũng thích có con, trai gái cũng được. Cũng được. Con mình là được rồi. Mời nhà gái. Còn mình thì sao chị? Nhà gái cũng xin thưa là nhà gái đã ly hôn 13 năm, có hai đứa con gái lớn. Các bé là một đứa bận làm việc, một đứa đi học nên không lên đây tham gia được. Mình đã chia tay 13 năm, hôm nay là mình muốn đi tìm một nửa còn lại. Còn việc mà yêu cầu mà sinh sản thì mình... chưa biết, chưa biết. Ủa hai đứa tại nhỏ vì ở... mình đã có con rồi, mình cũng hơi ngại cái việc tiếp theo. Hai đứa nhỏ ở với ai em? Dạ hai đứa con của em ở với ông bà ngoại ạ. Các bạn lớn chưa chị? Bé lớn là năm nay 20 tuổi, bé nhỏ là năm nay 15 tuổi. Lớn hết rồi ha? Vâng ạ. Cường thấy sao? Người ta cũng đã lỡ một lần. Tất nhiên là có gia đình, con cái cái nói chuyện cũng bình thường, không sao. Quan trọng là mình đến với nhau, mình quyết định đi đến với nhau, không nghĩ về quá khứ. Rồi, để qua thăm nhà gái coi. Con lớn quá hả? Chào anh. Em gái, muốn sanh thêm con trai con gái gì không? Em chưa nghĩ em sanh, tại vì lớn tuổi rồi, 40 rồi sao sanh được nữa. 40 hả? Thí dụ như anh Ký, anh muốn sanh rồi sao? Anh chưa có đứa con nào hết. Để coi tình thương của anh dành cho em nhiều ít rồi, em có thể là hy sinh cho anh lần nữa. À, đó, nghe chưa Cường? Dễ thương quá. Muốn sinh hay không do tình yêu của em đó nha. Nhà gái cũng dễ thương lắm. Dạ. Bây giờ chị nói về cái hình mẫu của chị đi. Chị muốn một cái người yêu, một cái cuộc tình sắp tới của chị là như thế nào? Ngọc Lan ơi, với mình đó là từng trải 13 năm rồi, bây giờ mình cũng không có cần hình mẫu là ngoại hình này kia các kiểu nào phải như là diễn viên hay là sao. Mình chỉ cần một người đàn ông là dáng dấp có bờ vai rộng cho mình tựa vào lần nữa. Tính cách đó là phải trầm lắng, không thích là người đàn ông bốc đồng nữa, tại vì là mình từng trải sợ một người bốc đồng rồi. Dạ. Mình trầm lắng, biết yêu thương, biết san sẻ. Dạ, nói chung là hữu hỷ với nhau chị ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Được không Cường? Được, em làm được. Làm được. Đó. Dạ em về chị Ngọc Lan. Sao anh? Hình mẫu của mình như thế nào anh? Mẫu của em thì đơn giản thôi, đừng có cọc cần quá mức, đừng có tính tình như đàn ông được rồi, thì mị phụ nữ xíu là được rồi, siêng năng rồi biết nhường trên kẻ dưới là được rồi. Được, bên kia rất là cũng không có đòi hỏi gì lắm. Thật ra những người mà đã từng đổ vỡ thì nhu cầu của họ cũng không có gì cao chứ. Bây giờ có con được hay không là do anh nữa đó. Trời, ta chưa có đứa nào mà anh cũng, đó, em cũng là... rất muốn kiếm một người cùng em xây dựng hạnh phúc, rồi có một mái ấm, có một con đó. Đó, anh làm người ta đủ tin tưởng là người ta sẽ đẻ liền. Cường đi với ai Cường? Dạ hôm nay thì em đi có một mình, nhưng mà ba mẹ em có đang theo dõi chương trình này. Được rồi, ba mẹ cũng đang coi chương trình đó. Còn chị đi với ai? Dạ đi với người ba. Dạ, con chào chú. Xin chào chú. Xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào khán giả xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Tôi là chú của Thúy Phượng, nhưng mà Thúy Phượng kêu tôi bằng ba từ nhỏ đến lớn. Theo tính cách bà thấy bên đây, bên đàn trai á thì cũng được. Thì tôi còn cố gắng tìm hiểu, nếu cảm thấy hợp hãy tiến tới. Tại vì hai đứa đều đã ly hôn hết rồi, đã trải qua hết rồi. Cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta hãy cho đôi trẻ gặp nhau để trực tiếp nói chuyện với nhau, để cảm nhận về nhau nhé. Mở rào. Xin chào. Xin chào anh.
có món quà con tặng. Dạ cảm ơn anh, nhân đây em cũng muốn quà gửi tặng. Dạ, dạ mời anh chị về vị trí. Chào anh. Em nói trước, anh nhường cho phụ nữ nói trước. À, em cũng đã đổ vỡ, đã ly hôn rồi, cũng đã 13 năm. Dạ. 13 năm đó em rất là kén và đến hôm nay em cũng suy nghĩ lại cái tuổi của mình là quá nửa đời rồi. Em cũng muốn lên đây nhờ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để tìm một nửa còn lại để đi tiếp quãng đời của em. Dạ. Em không yêu cầu gì hết, em chỉ cần người đàn ông của em thật thà, chất phác, có tình yêu thương với em và biết lo cho gia đình để mình cùng san sẻ với nhau. Anh thế nào? Lớn rồi mình đã trải qua cái tuổi mà không còn ăn chơi nữa, không còn dây dưa nữa. Tuổi này bây giờ mình chỉ là cần thời gian để đến với nhau tìm một cái tương lai, cái hạnh phúc tương lai sau này thôi. Nhưng mà em nói trước, tuy là lớn tuổi rồi, em chỉ biết công việc và công việc. Còn về việc gia đình, tề gia nội trợ, em hơi dở chuyện đó. Nếu mà gánh em về, anh phải chấp nhận và tiết xóa cho anh. Anh nấu ăn gì cũng được. Anh từ nhỏ là có đi theo bếp, phụ bếp. Vậy em đã có con rồi, rồi như vậy anh có ảnh hưởng gì tới gia đình, có suy nghĩ gì không ạ? Nói đúng ra thì cũng có suy nghĩ. Nhưng mà vấn đề là bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà bây giờ bên kia cũng trường hợp như vậy thì cũng phải thông cảm thôi. Mình đến với nhau là một cái duyên, nhưng mà mình phải tìm hiểu với nhau, là mình đến với nhau một cái hạnh phúc, hai người hiểu nhau. Dạ. Và sống một cái cách sống tình thương mến thương với nhau. Còn chuyện quá khứ là chuyện quá khứ, không liên quan với nhau. Đúng rồi, quá khứ là bỏ qua hết. Bây giờ mình cứ là nếu mà tiếp tục cuộc sống mình phải nghĩ tới hiện tại. Nhưng mà khi nếu mà trường hợp anh đến với em thì tất nhiên anh cũng để thời gian cho em để lo cho con, gắn bó tình cảm. Dạ đúng. Chứ rồi. Không thể nào mà ngăn cách cái tình cảm của mẹ con. Dạ đúng rồi, em còn trách nhiệm. Dạ dạ. Cái đó anh biết, cái điều đó là anh hiểu. Hiểu một người mẹ đơn thân nuôi hai con. Em cũng nói thật với anh, về cái tầm tuổi 40 mà kêu về sinh nở nữa thì em cũng ái ngại chuyện đó. Nhưng mà em đã nói rồi, nếu mà coi cái xem xét cái tình yêu thương của người bạn trai đó như thế nào, mình mới có thể hy sinh lần nữa. Chứ không lỡ có chuyện gì mình lại gánh một lần nữa, tội cho phận phụ nữ của tụi em. Dạ. Thì anh thì cũng bốn mấy tuổi rồi, 46, 47 rồi. Vâng. Mà hiện giờ chúng chưa có con. Anh muốn có một gia đình ấm áp, có một con cái gì đó hạnh phúc hơn. Ví dụ lỡ anh với em quen nhau có như vậy thì không con không cái thì giống như là cuộc tình cũng mỏng manh lắm. Thì mình sẽ chứng minh tình yêu của mình thì cho chuyện đó là, bạn gái biết. Chuyện đó là đương nhiên là em phải chứng minh. Người ta có thể hy sinh hay không? Chứng minh chắc chắn hơn, giỏi hơn. Dạ. Bây giờ là ví dụ hai người lấy nhau về, thử xem mình ở đâu, mình làm gì để phát triển kinh tế, xong mình vạch ra kế hoạch thử xem Cường. Hiện giờ thì em có nhà ở Bình Chánh, nhà ba mẹ cũng để lợ rồi. Nếu mà bên đàn gái không có nhà thì sau này về ở chung với em. Bình Chánh ở đâu? Bình Chánh bên Hưng Long. Chỗ đang phát triển dữ lắm luôn á. Nói chung ra thì ai đến với mình đây thì dù trước dù sau đi cũng có nhà ở trên đây, lo được mái ấm gia đình, hai bữa cơm đầy đủ, chứ không để đi lang thang hay là thuê trọ này kia nọ. Thì về em ở đâu? Em ở phường 9 Tân Bình. Phường 9 Tân Bình, ở đó là gần chợ Tân Bình anh ý à. Là ở đó em ở đó là em ở sao? Trọ mẹ đơn thân làm sao có tiền để mua nhà Sài Gòn. Thôi vậy giờ Bình Chánh đi. Hiện nay Cường ở Bình Chánh với ai? Ở với ba mẹ. Ba mẹ thôi đúng không? Còn em Út thì thôi. Em Út thì có gia đình hết, ở riêng hết. Bây giờ Cường nói một chút về kinh tế của Cường đi, có thể đủ lo cho vợ tương lai của mình, rồi nếu như có đứa con thì lo được hay không, nói cho bạn gái hiểu đi. Nói chung ra về công việc của anh thì đỡ hơn anh đi làm công, thu nhập thì bình quân thì cũng ví dụ ngày cũng 500-700 gì đó, ví dụ nhiều triệu gì đó vậy thôi. Chứ không nhiều nữa, thì ta nói thôi. Em không cần nhiều, không cần. Dạ, ngày dạ. Ông xã của em đưa cho em 500 ngàn vậy thôi. Còn tiền chợ búa là đưa riêng 500 ngàn bón heo, tiền chợ búa là để riêng ra. Rồi em sẽ lo đầy đủ hết. Còn không, dạ. Dưới 500 ngàn em cho nhịn đói. Dưới 500 ngàn em cho nhịn đói. Dễ quá vậy đó hả? Còn làm dâu đó nha. Tầm tuổi 40 em làm dâu á, em hơi bị quên á, có gì là nhắc thì em sẽ làm được. Nói chung là bên anh cũng không có nhất thiết là yêu cầu phải làm dâu. Rồi bây giờ Cường tới nắm tay bạn gái đi. Nắm sao anh? Nắm tay. Trời giờ ông hỏi nắm sao? Để em chỉ cho, anh bước tới đây. Lâu quá không có người yêu rồi đó. Anh nắm em nắm. Đó, chị chỉ anh đi. Lâu lắm không có người yêu rồi đó. Em dừng, anh lên đây thấy anh, thấy anh sao? Em thấy anh Cường cũng là người cũng hiền á, chân thật á, nhưng mà đừng có rung anh. Để em rung anh rung nữa, hồi nó không biết sao. Tim nó đập. Ví dụ trường hợp như anh như vậy thế này, được không? Dạ được. Theo cái tính cách ngoại hình hoặc là những cái lời nói hay là những cái tầm nhìn của em thấy như thế nào? Dạ được, anh Cường là cũng là em cho tạm ổn hai anh Quyền Linh, hai chị Ngọc Lan. Được đó.
Anh thì nói chung ra thì không có đẹp trai như người ta, không có giàu sang như người ta, nhưng mà anh có tấm lòng vàng, anh luôn luôn hướng về một cái công việc mà có tương lai hạnh phúc. Anh thì không có ăn chơi, không hút thuốc, không rượu chè, không bờ bạc. Ủa vậy à? Thì em chỉ lo làm hai bữa cơm vậy thôi, bởi vậy mới lờ ế tới ngày hôm nay. Vậy là hạnh cho em quá rồi. Hôm nay đi có một mình hả? Hôm nay có một mình, tại vì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi. Còn anh em thì buôn bán không à, cái giờ bốn mấy năm giờ, giờ cao điểm cũng khó đi. Dạ rồi. Cho nên là ông chương trình cũng thông cảm, đi có mình thôi. Ở lần sau anh nhớ dẫn em về ra mắt hai bác là được rồi. Dạ. Cường hát tặng cho em gái một bài đi. Tặng à? Tiền thắng tình thua nha, được không? À, dạ được. Ngày đầu yêu nhau anh hỏi em câu rằng chuyện tình như sao thì em nói em chung tình. Tiền là hư vô, xin lỗi em không cần. Chỉ cần yêu nhau, em chấp nhận thương đau. Rồi ngày hôm nào, anh hỏi em câu rằng chuyện tình sao em thì em nói em yêu Tuyền. Tuyền là thiên nhiên, chung thí thôi đâu bằng. Đừng rằng em nhé, em chọn tiền nhé anh. Bài này nghe rất là cảm động. Dạ. Em chọn tiền hay chọn tình em gái? Dạ, tình và tiền thì tầm tuổi này thì em cũng hơi nghiêng về tiền chút xíu. Em muốn xin thật. Nhưng mà đối với mà tấm lòng chân thật thì em cần tấm lòng nhiều hơn. Tấm lòng vẫn thắng tiền đúng không? Cuộc sống này cũng phải có tình cũng có tiền. Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà tình không có tiền thì cũng sống qua ngày nổi. Dạ. Nhưng mà tiền thì ít thôi đừng nhiều quá. Mời các bạn về vị trí nào. Để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình nha. Nếu đúng, chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn nữa. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Anh Cường không bấm à? Xin lỗi, em không bấm được. Sao vậy Cường? Tại vì em cần một người cùng em sinh con được, em mới sống được. Nhưng mà cô gái nói là sẵn sàng sinh mà. Là bạn nữ này cũng hai con rồi, cũng hơi bị khó. Bạn cũng lớn tuổi rồi, bạn có hai đứa rồi. Bạn sinh thêm người cũng tội nghiệp cho bạn. Thì chi cầm tay anh ấy nó lạnh lạnh gì đâu, nó không được ấm. Không sao. Vâng ạ. Có gì mình cũng làm bạn được. Đúng rồi, có gì mình làm bạn đâu. Không sao, sao cả, chúng ta là bạn với nhau. Cô này có duyên đó, cô này dễ thương đó. Dạ, cô này... Có cô ấy là ấm nhà, ấm cửa. Em không chơi gì cô ấy vậy, em chỉ là muốn có một mái ấm gia đình, có con cháu cái gì thôi. Cường chỉ sợ là không sinh thôi, mà sinh tội nghiệp cho em thôi. Lớn tuổi rồi. Thật ra thì cái suy nghĩ và cái chia sẻ của anh Cường em rất là tôn trọng. Đúng là rõ ràng ở cái tuổi 40 mà bây giờ chờ đợi và sanh thêm một đứa thì nó cũng hơi khó cho chị, tội cho chị. Dạ. Kết quả bất ngờ quá. Tôi em cũng hơi bị bất ngờ luôn á. Trên truyền hình sẽ có nhiều người có thể hợp với mỗi người mà họ tự bấm nút cho mọi người nha. Để nhường sang người khác để đến với em. Rồi, anh này. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời đàn gái. Chào cưng. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào quý vị khán giả, anh Viền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Em tên là Nguyễn Trung Trinh, hôm nay em 33 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Dạ, hiện tại thì em làm việc ở tại quận 9, em làm bên Nhâm Kiến. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Viền Linh và chào bạn nam bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào em. Em tên là Nguyễn Trường Vi, em năm nay 29 tuổi, quê em ở Đắk Nông. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên tư vấn về da. Bạn này có làn da đẹp lắm á nha. Dạ. Em ở quận mấy vậy em? Dạ, hiện tại thì em đang mướn chỗ ở quận 8 anh. Quận 8 qua quận 9. Hai số khác bên nhưng mà nó xa lắm. Xa lắm. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em trai. Điểm mạnh của em là biết tự lập. Năm 20 tuổi thì em vô thành phố này á là em đi tự lập rồi. Em ra làm rất là nhiều nghề. Ví dụ em làm nghề cửa sắt, xây dựng, phục vụ nhà hàng. Qua một thời gian đó thì em thấy cái nghề này nó chứng qua là nó chỉ làm một thời thôi.
sau này em suy nghĩ là em phải đi làm kiếm một cái nghề cho mình để sau này mình sẽ trở thành ông chủ để mình làm cho riêng mình. Em đã thành công và giờ hiện tại thì em là một ông chủ cửa hàng Nhâm Kiến tại quận 9. Chúc mừng em, như vậy là cũng đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống ha. Dạ. Tính của em á là chịu khó lắm, em muốn là mỗi năm phát triển một lần, từ cỡ 3 năm là em phải có một gì đó. Phong cách của em là phải phát triển, em làm việc á thì cũng đúng giờ giấc nghiêm chỉnh chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Em học của người Nhật, họ sống rất là tốt và làm việc là có kỷ cực, kỷ cương, chứ không phải là muốn làm gì làm rồi đi đâu đi đó rồi không có chú ý tới công việc là không có được. Dạ. Em có điểm yếu nào không? Điểm yếu em là không biết nấu ăn. Em hay thức khuya lắm, có đá banh nè, rồi xem phim, coi chuyện hài, phim ma. Nhiều khi em coi phim ma vậy đó, chứ mà em cũng sợ nhưng lại thích. Nó kỳ lạ. Con chi? Nhưng mà lại thích nhé. Cái đó đâu phải là điểm yếu đâu. Nhiều khi mình thức khuya quá không tốt sức khỏe. Em biết nó, nhưng mà nhiều khi buồn quá thì ở mình, nhiều khi phải làm nó cho buồn nó buồn quá ở mình. Nhiều khi nếu có người ở với em đâu coi phim đúng không? Dạ, em hơi nóng tính xíu, nhưng mà hết rồi thôi à, chứ không có để trong lòng. Giận hờn em cũng không thích. Tại nhiều khi em làm với lại việc với lại nhân viên của em á, mà em thấy không dễ đó là em la lên. Em la lớn không? Dạ không, la lên là làm việc vậy là không có được. Nếu mình làm như vậy á là ảnh hưởng tới khách hàng. Thí dụ giờ anh làm nè, hư nè của em nè, la thử em. Trời ơi, là làm không được nha. Cái này làm như vậy là hư nha anh Mình Linh. Ôi ơi, cái đó không phải là la ông nội ơi. Không, cái đó là không, em la đó, em la nhỏ nhẹ thôi chứ em không có la lớn. À, thấy la, la để cho người ta biết chứ không để cho mất lòng. Rất là tình cảm la. Dạ. Mà nó giống như là dạ. Tâm sự cuộc vậy. Sống của em là rất là tình cảm. Tại vì nhiều khi á không có ai mà hoàn hảo hết. Nhiều khi á mình thấy như vậy mình nói để cho ta rút kinh nghiệm. Để người ta tốt hơn. Được. Chứ không phải để la người ta rồi bỏ người ta hay là đuổi việc người ta là không có nên. Tôi thấy đàn trai là tốt đó. Dạ. Đâu em la lớn nhất cho chị. Em dạ nó nhất rồi. Là anh nè, ví dụ là anh nè. Dạ. Trời ơi sao mà làm hư hoài đồ vậy? Thì tôi làm vậy đó rồi sao? Làm như hư đồ là mất uy tín của tôi. Tôi làm hư đó rồi sao? Thì thôi vậy là thôi bớt đi, giờ này tới nếu làm hư vậy là cho. Có gì, tôi muốn làm hư đó. Dạ em nghĩ mà vài bữa để em về em hiểu được. Xong cho nghỉ luôn, cho nghỉ vài bữa. Còn nếu mà thích thì cho nghỉ luôn chứ biết sao giờ. Tại em làm hư mà em cố chấp vậy sao mà ai còn làm được. Tôi thích vậy đó, rồi sao? Dạ thích vậy thì nên này hơi khó đó, tại vì nhiều khi như vậy thì làm công việc mà người làm của mình mà làm như vậy cho mình cũng không thích. Không thích thì thôi, tôi thích làm đó. Dạ. Ủa tự nhiên tôi cho tôi nghĩ tôi mắc mới phải cho tôi nghĩ. Tại vì khi anh làm như vậy là ảnh hưởng tới uy tín của em thì nó thiệt. Thì thôi giờ anh đừng nóng giận nữa, tại đây là anh làm sai chứ không phải tại em làm sai. Tội nghiệp không? Đàn ông không có như vậy. Bực mình đúng mà, tự nhiên mình đúng, bây giờ mình tự nhiên đang ở cái kèo trên cái mình nói chuyện một hồi mình bị lật xuống kèo dưới là sao? Đáng mức thôi, nhưng mà quá mức của em á là không được. Thì phải quá mức luôn là em phải cho họ thôi việc thôi. Không nghĩ tới quậy em tiếp rồi em làm gì? Không có đâu quậy không được. Em làm sai mà lại đi là làm chửi người chủ vậy đâu có nên. Xong nên. Nhưng mà em nghĩ chắc con người không ai làm vậy đâu, họ sẽ không làm. Nhưng mà làm vậy là quá thôi chứ thật chắc ra mất mới gì quá. Hiền quá trời. Tôi cố tình gì mà cũng hiền lắm á. Ừ. Còn em sao? Điểm mạnh của em là em hát được nhạc bolero. Có thể là những người mà người ta đang rất là nóng tính luôn thì em có thể là em làm người ta dịu xuống được. Ta nóng em hát hả? Dạ không chị. Dạ không anh. Làm sao mà người ta xuống? Thì cũng giống như là em nói chuyện kiểu dạng như nói để cho người ta bớt lại cái cơn giận của người ta xuống. Em nói sao rồi giờ tôi giận em lắm rồi. Em đang đứng em vuốt thử chứ cái ông này hồi nãy là ông kia vuốt không được. Bực mình lắm rồi đó. Dạ. Nguyên nhân vì sao mà anh Quyền Linh bực mình? Tôi thấy hai người nói chuyện tôi bực mình quá. Tôi bực mình ở cái điểm gì anh có thể nói cho em biết? Tôi không biết mà tôi bực mình gì đó. Em hết cách với anh Linh luôn. Mất mơ hết cách. Tự nhiên anh bực em không biết lý do vì sao. Tôi thích bực là tôi bực. Vậy thôi em im. Hai người này chắc không có cãi nhau đâu. Anh ví dụ như mà nóng tính nha, em sao ta, em nhõng nhẽo, em sẽ có nhõng nhẽo. Không biết là anh có chịu hay không. Ừ, có nhõng nhẽo chịu không? Phụ nữ thì đương nhiên họ phải nhõng nhẽo rồi, em phải chịu thôi. Tại vì phải yếu là họ thường thường á là họ nhõng nhẽo, mà phải mạnh á mình phải chia sẻ là mình yêu thương thì họ lại thương mình hơn. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ đó, giờ thì em yêu có một người anh. Em yêu người đó 7 năm, em chia tay hiện tại là 8 năm. Trời ơi. Mà lý do gì 8 năm em không có người yêu? Dạ thật ra thì em cũng có nhiều người thả thính lắm chị. Nhưng mà không biết sao em không có cảm tình. Giống như là
Có một lần thì ba anh em trong một gia đình thương em luôn mà em không biết chị. Với lại cũng có nhiều người người ta thương em nữa mà người ta không dám tỏ tình chị ơi. Người ta nghĩ em có ghệ rồi, không ai tỏ tình với em hết. Không mà em dễ thương mà. Cảm ơn anh. Em có mấy người yêu? Dạ, em có hai mối tình. Mà hai mối tình em cũng thích cười lắm, ra hai mối tình cũng không ra hai mối tình. Là sao? Là tức là người ta yêu em, nhưng mà em không có yêu lại. Sao kỳ vậy? Tại vì cái bạn gái đó dễ thương lắm, nhưng mà có điều nói hơi ngọng. Ngọng hiểu lắm, em nói không hiểu nói gì á. Nó ngọng kệ người ta, miễn sao tao yêu mình thôi chứ. Tại em mỗi lần em nói chuyện với bạn là kêu em ơi đi chơi em kêu nói chuyện mà nó cười lắm, nó khó chịu lắm, em không biết nó cái gì nó miệng nữa. Cho nên là em nó kêu chà sao khó thì có nhiều khi nó muốn quen với bạn mà nói chuyện y cục kẹo nó miệng á nó mới được. Thì kêu ta viết ra. Viết như vậy đó, nhưng mà em mỗi lần em đi chơi em ngại lắm. Mỗi lần đi ăn gì là nói chuyện gì mà cũng khó, rõ ràng người ta cười em hoài à. Nó kêu, hỏi đi ăn cũng biết ăn nói gì luôn hả? Ăn chè cái đó. Cho nên là em buồn lắm. Nhưng khi em cũng xấu hổ người ta đó. Ê bạn mày, bạn gái mày sao nói chuyện kỹ mày? Gì đâu xấu hổ. Em tại em buồn tại sao? Không phải là ý nói chuyện dễ thương mình cũng thấy mình cũng thích nha. Mà nói chuyện không rõ ràng mình cũng ngại. Thì cái tật của người ta thì mình về từ từ mình sửa đổi chứ cái gì. Dạ, tự nhiên ta ăn chè tao nói cái bỏ người ta. Không phải, em không có thích để giờ gây để cho người ta buồn, nhưng mà cái tâm tính em á, thương người nào là thương cho tới nơi thôi, còn không thương thì làm bạn. Chứ mà thương người ta lỡ với nó ương rồi về rồi cái là chia tay người ta là không có nên. Được rồi. Dạ. Có mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai á là em thương bạn gái đó, nhưng mà bạn gái đó lại không thương em. Tức là bạn gái đó có người yêu rồi mà giấu với em là em chưa có, để em quen rồi cái trước, nhưng mà không, bạn đó cũng không có thật lòng, cho nên là em suy nghĩ là chắc có thằng trai đàn thật, chắc bạn có thằng trai thiệt. Có thiệt luôn hả? Có thiệt luôn. Em có tỏ tình với bạn ấy em chưa? Em tỏ tình rồi. Em mua quà tặng cho bạn. Bạn trả về cho em là em biết là chắc là không được rồi. Trả hả? Dạ. Em có nắm tay bạn gái đó chưa? Em có nắm tay một lần rồi, nhưng bạn nói kia là bạn không thích cái mặt bạn nhăn nhăn như khỉ ăn ớt vậy đó. Em có hung bạn gái đó chưa? Dạ, sao hung được, không nhăn quá sao hung được anh? Còn bạn trước có hung chưa? Bạn trước á là em cũng có hung rồi. Hung rồi bạn nói sao? Bạn nói kêu thấy anh dễ thương, hiền. Ủa bạn nói em nghe được mà. Bạn, không, ý là bạn nói ngọng á, là nói, nhưng mà em nói là bạn thật tâm. Bạn nói sao? Cái lúc bạn nói sao? Bạn nói kêu anh chỉ chương quá à. Em nghe không có rõ. Thật chất em cũng khổ đó. Anh không phải là em không có phải thật lòng thiệt. Là chia tay luôn á, tội quá ha. Đó, nhiều khi em cũng kia quá à. Không phải là nhiều khi là không phải là tội nghiệp, nhưng thật chất là em thấy không có xứng đôi với tại bọn. Nhiều khi em thích ai, em thương người nào là em thương đến nơi, còn không thì nói với bạn làm bạn. Nhưng bạn kia có thương em không? Bạn đó cũng thương em, nhưng mà em chưa biết thật lòng hay không nữa. Thật sống thật. Cái đó thì em biết, nhưng chỉ mà chỉ có vì cái tật ta nói bị ngọng thôi. Không phải là em như vậy, nhưng mà thật chất ra em không thích bạn. Em không thích đúng không? Dạ. Thà nói vậy đi. Dạ. Thấy không? Dạ. Nhưng mà sau đó là có yêu nữa không, hay là chỉ ngưng ở mối tình thứ hai tới giờ? Em ngưng đó thôi, còn mối tình khác thì em chỉ là bạn thôi, chứ còn để tiến tới thì không có. Dạ. Em có hy vọng vô cái lần gặp gỡ này không? Thì nói chung là trong cuộc sống á phải có niềm tin và ước vọng, thì em cũng mong nó là trở thành hiện thực cho em. Dạ. Em tưởng tượng cái người bạn gái ngồi bên đây ra làm sao? Thì em tưởng tượng người bạn gái này chắc là dễ thương nè, rồi biết chia sẻ quan tâm tới mọi người. Gái ơi dễ ương á. Thì em tin là vậy. Dạ. Em không thích điều gì ở bạn gái? Dạ, nói chung là phải, cũng không phải là không thích, nhưng thích là vậy. Nhiều khi bạn gái nóng tính nè, rồi bạn gái không quan tâm tới gia đình, rồi bạn gái đó không yêu thương mình. Em có thích bạn gái xăm không? Dạ, thì bạn gái xăm thì khi em cũng không thích đâu, tại vì tự nhiên có vậy em thích. Xăm là xăm ít thôi, xăm chẳng hạn như xăm trên tay là một cái gì đó ý nghĩa, hay là quyết tâm gì đó để mình lúc nào mình thấy mình có động lực á, để mình khó khăn mình thấy ra mình nhìn ra mình quyết tâm. Hoặc là xăm một cái nòng nhỏ thôi, đừng có xăm mà nguyên cái bàn chân rồi nguyên cái bàn tay, như vậy đâu có đẹp mà làm ảnh hưởng. Anh nghĩ thì sao đẹp đó. Đẹp chứ xăm cũng đẹp, ví dụ ta xăm ở sau lưng ta, con chim gì sao thí dụ. Dạ, nếu mà em thấy đẹp thì em cũng chấp nhận. Còn quá mất thì còn đó. Giờ có ai làm mai làm mối cho em chưa? Dạ thì có, em thì em dễ thương lắm, em đi làm cho nhiều khách lắm, cái nó kêu thằng này coi được mà làm em, con có thích là làm mai nha, trễ nhà chú không? Kêu dạ có chứ, nhưng mà cái nhiều khi cái em qua anh chơi mà thấy cái bạn nữ đó không dễ em,
Bạn nữ em là 57 kg, bạn 75 kg, nó tròn quá, nó chênh lệch nhau lắm, cho nên em thấy không được. Em lựa quá à? Không phải anh, mà cái gì ra đó người quen mình mà ở đợi kiếp mình chứ phải một ngày hai ngày đâu anh. Nhưng mà rồi tiếp ra còn bạn nào nữa không? Ai nữa không? Dạ còn, nhờ có những bạn ở gần nhà em đó, rồi mẹ bạn nó kêu là thôi con qua nhà cô làm rể đi, thấy em hiền lắm, tại vì em làm việc ở đó là sáng là em hay về sớm, em dọn hàng ra là mẹ bạn là thấy em là rất làm việc rất là nghiêm túc, giờ rất là rõ ràng. Rồi xong rồi bạn nó kêu mẹ nó đi Trinh, con em là Trinh, cái em qua kêu thôi qua làm rể nha cô đi con. Cái con em thấy cũng được, nhưng mà em suy xét lại là em thấy bạn nữ đó hơi khó với lại tính cọc cằn lắm. Cho nên là em suy nghĩ chắc không được đâu, nếu mà về như vậy làm như là ảnh hưởng như sau này hai đứa cây cổ đánh lộn nhau nó mệt lắm. Cuối cùng ông này cũng khó chứ không ai khó đâu. Không phải khó đâu nhưng mà bây giờ thấy nói ông khó hơn. Không phải khó, nhưng mà cái gì ra cái đó, người nữ là họ phải dễ thương chút xíu rồi họ hiền vẫn được chứ. Bây giờ gặp ai cũng phụ nữ đó, họ gặp như tính như đàn ông, gặp ai cũng đầu đánh lộn, gặp ai cũng đợi sao mà em chịu nha, anh chịu không? Chịu à. Nhưng mà bây giờ mình phải thử, hoặc mình phải thử quen này cái nọ mình mới biết ta làm sao chứ. Dạ, không được đâu chị, tại em muốn quen rồi, mà mỗi lần mà em đi ngồi lên chơi cái bạn đó nói chuyện với ông đi tướng la làng ơi sớm lên á, mẹ la lên vậy đó. Một là em gần nhà mà, em gần nhà thì em lúc nào em biết được. Em thấy là chắc không được đâu, với lại bạn đó là lúc nào cũng tính cọc cằn lắm. Nói chuyện với lại mẹ là la làng sổ sàng á, nhìn rất em thấy không thích. Vậy đó, tại vì em ở gần cái vách nhà mà sao em biết được anh Linh chứ chị Vân. Em cũng rất là kỹ càng lắm. Em cảm giác là cái giới tính của em nó không rõ ràng lắm không? Không, cái tính em là nam thiệt, em rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ không? Dạ. Em có hung lần nào chưa? Thì có. Hung thiệt tình hay hung má má thôi? Thiệt tình đó chứ. Hung thấy cảm giác làm sao? Cảm giác thì nó rất là thích, lại rất là phê nữa. Được, giới tính cũng được, anh kiểm tra thấy cũng được, cũng ổn. Được, ổn á, ổn đúng không? Ổn. Tại vì hơi khó khăn chút xíu, tại bên nhà gái bên đây là cái bạn này rất là dễ thương, xinh xắn vậy đó, cho nên tôi hơi khó khăn chút xíu trong cái chuyện này. Đó, chắc chắn đúng không? Chắc chắn là mình là đàn ông mạnh mẽ. Trời ơi, em là đàn ông mà. Em rất là mạnh mẽ lắm, em làm cái gì đó em cũng rất là mạnh mẽ lắm. Mỗi lần em gặp khó khăn là kêu mạnh mẽ lên, là tự nhiên trong lòng em á mạnh lắm. Làm việc như là đâm đắp như vậy đó. Hùng có mạnh mẽ không? Hùng thì không phải vừa bạn gái mạnh quá còn thấy la chứ sao, vừa thôi, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng phải không? Mạnh quá kêu bạn gái kêu phu nữa mà lúc. Nói nghe nè em, dạ. Nãy giờ em nghe chuyện về anh Trinh á, em thấy cái cảm nhận của em về cái bạn bên đây thì sao? Em thấy là ảnh vui tính và là cũng khá là hài hước, nhưng mà anh thấy tính ảnh hơi khó một chút á chị. Vậy hả? Dạ. Em có một cái yêu cầu gì về ngoại hình đối với người bạn trai của mình không? Cao hơn em là được rồi chị. Dạ. Tóc tai sao? Thấy tóc em dày quá, em có mong muốn bạn trai của em tóc dày hơn em không? Dạ, miễn sao nói chung là ảnh sao cũng được, miễn sao hai đứa thương hiểu nhau là được rồi chị. Ngoại hình là sao cũng được phải không? Dạ đúng rồi, cao hơn em chị, lùn hơn em kỳ lắm. Chỉ cần cao hơn em thôi đúng không? Dạ. Rồi không có cọng tóc nào em tính sao? Dạ đầu chọc cũng được không sao chị? Được luôn, đi trồng, trời trồng tóc mắc lắm á nghe. Dạ không có chị, đầu chọc thì giờ nó láng. Tức là chấp nhận đầu trọc luôn hả? Dạ. Trời ơi. Em nói chung tóc, đây em là tóc cũng nhiều nhưng mà dạ, khả năng rụng cũng cao. Dạ. Không có đâu, em lúc nào cũng giữ phong độ hết, không rụng đâu. Lúc nào cũng giữ phong độ hết phải không? Dạ. Em nghĩ bạn gái bên đây đẹp không? Em nghĩ chắc xinh. Xinh đó. Xinh phải không? Dạ. Xinh phải không? Dạ. Nói tóm lại là bạn trai bên đây rất là thật lòng, hài hước, thật tình có sao nói vậy, rất là chân tình luôn ha. Bạn gái bên kia dễ thương nhẹ nhàng, hai bên đầu tiên á cho anh cảm nhận rất là hợp với nhau. Em nghĩ sao em mua cái món quà này vậy? Tại vì em mua cái tim này là giống như là mùa đông đã về rồi, em muốn cho bạn gặm để nhìn thấy cái tim cho ấm tim ấm lòng á. Vậy hả? Chị dạ, thấy có cái chữ đó kìa. Dạ. Chút em gặp em có dám nói chữ đó không? Dạ có. Chữ có gì? Luôn hả? I love you. Thôi, hôm nay em đi với ai vậy Trinh? Dạ, bữa nay em đi với lại ba đứa em của em đang ngồi dưới. Ba đứa em nãy có nghe câu chuyện ba anh em thương người không? Ba người, đây là bốn người. Cái là câu chuyện của Linh mới đúng. Ba người em, ba người con trai thương người con gái. Rồi ba của ba người con trai. Nói giờ nó rối.
Thôi giờ hỏi ý kiến ba người em trai đi. Xin chào anh Quyền Linh, hai người là thần tượng của em rất là hâm mộ từ lâu ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình. Em thấy bạn gái bên đây là một người có giọng nói thanh nhẹ, dễ thương. Và cảm nhận của em đó là bạn gái này có hội tụ những cái đức tính tốt. Và em nghĩ rằng anh Trung Trinh là sẽ thích cái những phẩm chất này. Em mong là sau chương trình này thì anh chị nên dành cái thời gian để quan tâm nhau nhiều hơn, để thật sự hiểu nhau. Tại vì người anh của em thì có một số cái truyền đạt á, nó không được rõ ràng, nhưng nhiều khi là chưa hiểu lắm. Đi cùng em thì hôm nay là có cũng Thắng và Hải. Dạ, chắc là Thắng chia sẻ thêm về anh Trinh ảnh của mình đi. Thì em cũng xin chia sẻ. Hồi nhỏ thì em cũng có ở chung với anh Trinh được khoảng 2 năm. Thì kinh tế gia đình cho nên là anh Trinh lúc nhỏ thì ở với lại bà nội. Sau này thì ở với lại cô chú, ngày ba mẹ đi làm kinh tế. Cho nên là cũng không có được dạy dỗ hay là này kia giống như là những người khác. Cho nên là nếu như mà mình nghe thì mình có thể thấy là anh Trinh thật thà. Ảnh không có kiềm chế, ảnh không có nghĩ sao nói vậy à. Cho nên là nhiều lúc nếu như mà nghe mà không hiểu á, thì nghĩ anh Trinh là không có phải là người chín chắn đàng hoàng. Nhưng mà về cuộc sống á, thì thật tình á, thì anh Trinh rất là can đảm. Nghĩ gì là làm cái đó. Ngay cả cái việc mà ảnh đi vào Sài Gòn á, em nghĩ là lúc ảnh đi vô chắc em nghĩ là chỉ có khoảng mấy ký hột điều để anh bán anh đi thôi. Dạ, nhưng mà anh vẫn vô Sài Gòn. Rồi anh cũng đi làm xây dựng, rồi anh đi làm thợ sắt. Rồi anh từ từ anh học nghề anh lên, rồi đến anh tự anh ra anh mở một cái tiệm. Và lúc anh mở tiệm thì thật ra là kinh tế cũng không có gì bao nhiêu. Em nghĩ là cũng khoảng vài chục triệu thôi. Nhưng mà dần dần thì anh có được nhiều khách hàng, rồi anh tay nghề anh rất là tốt. Và anh nói gì là anh làm. Ví dụ như nãy giờ mình nghe nói là trong cuộc sống phải mạnh mẽ, phải in những cái gì lên, thì anh vượt qua tất cả để mà anh có như ngày hôm nay. Và thực sự là anh em của em rất là thương ảnh. Nếu như mà hai người mà cho cơ hội á, mà có thể đến với nhau làm kinh tế, thì những người khác không biết, nhưng mà riêng em thì em sẽ ủng hộ anh Trinh. Nếu như mà anh Trinh cần sự giúp đỡ của em thì em sẽ sẵn lòng. Anh Trinh nói thì anh nói rất là nói thẳng. Anh nói là bạn gái dễ thương, dễ thương về tính tình, dễ thương về khuôn mặt. Và phải hiểu anh Trinh, tại vì thực sự là anh Trinh cũng có một chút là nó hơi dễ nóng, nhưng mà cái nóng của anh Trinh nó không quá mức giống như nãy anh Quyền Linh, đó là cũng là một phần thật sự. Thì nếu như mà bạn nữ mà biết á, kiềm chế hay là chỉ nói những cái lời dễ nghe một xíu là anh Trinh anh sẵn sàng anh sẽ nguội liền. Và anh sẽ nghe lời, anh không có nóng đến mức mà sợ đâu, nhưng mà thực sự là anh hơi dễ nóng. Và cũng thật sự với bạn nữ luôn là anh không có biết nói lời ngon ngọt hay là nịnh bợ. Ví dụ như bây giờ anh bữa nay đẹp, anh cho nó nói một câu rất là soạn, đẹp á, vậy thôi. Chứ anh không có biết nói cái lời, hay là nấu ăn dở anh sẽ sẵn sàng anh nói là dở quá. Chứ anh không có biết nói lời ngon ngọt, anh không biết lấy lòng. Cho nên là cái đó cũng là một trong những cái mà cái nhược điểm của ảnh. Thì hai người thôi, nếu như mà được thì cho nhau những cái cơ hội tốt nhất để có thể mà tìm hiểu nhau. Cảm ơn em. Rồi em gái bên kia đi với ai? Dạ em đi chung với lại em trai với lại cháu gái em ạ. Cũng có anh trai. Em trai em hả? Trai, em trai ạ. Vâng, xin kính chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân cùng với tất cả quý vị đang có mặt ở tại trường quay ạ. Thì hôm nay em là em của chị Vi, thì đến tham gia chương trình thì em cũng mong rằng có thể là có một người để phù hợp với lại chị của em. Thì chị của em thì tính cách thì rất là yêu thương gia đình, đặc biệt là mẹ, và tính tình chị hiền, và giống như chị đã nói rồi là chị rất là dễ tin người. Cho nên em cũng muốn là nếu mà có cơ hội mà anh có tiến tới được với chị em thì anh có phải bản lĩnh hơn một tí xíu để có thể mà giúp chị em để trong những cái công việc hay là những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống. Còn về anh thì em thấy anh cũng về ngoài thì cũng khá, nhưng nói chuyện thì rất là hài hước, có ý chí tự lập và có cái tinh thần cầu tiến. Và thì trong tình yêu thì em nghĩ anh nếu mà quen chị em thì nên cứng rắn hơn một xíu, tại em thấy thì anh rất là tình cảm, hơi yếu đuối đúng không? Tí xíu. Nó thật ra là anh không yếu đuối được, chân qua anh nói ra anh xúc động.
Anh yếu đuối mà anh nói thiệt là anh không thích yếu đuối. Tại vì bản sắc của anh á là tình cảm thôi. Khi mà anh mà có một chuyện gì á là anh nói với anh ta mạnh mẽ lên, không có yếu đuối. Em nghĩ hơi làm anh chút xíu. Yếu đuối lại sao? Nhắc lại cái chuyện quá khứ làm anh buồn là anh khóc thôi. Xúc động anh thôi. Xúc động. Chứ mà thất bại là không có khóc. Đã là thất bại là phải đứng lên. Đi. Mạnh mẽ. Đúng còn rồi. Chắc của anh là vậy á. Nói vật vậy. Trời. Thôi bây giờ chắc là rồi, mở rào ha. Mở rào đừng có khóc nữa nha. Em khóc đâu tại hết rồi. Bây giờ hết chuyện rồi em. Mở rào mình mạnh mẽ lên nha. Nhiều khi em thấy bạn này đẹp quá rồi em òa vỡ khóc nữa. Trời ơi, nghĩ sao em trai mà khóc. Cố lên em. Rồi, mở rào. Nào, mở rào. Công việc là của em đó. Xin chào em. Love you. Dạ. Anh gói này tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em có một cái đặc điểm là em rất là hay quên, cho nên là quà của anh em quên mất tiêu rồi. Lát rồi nữa để chuộc tội anh, em sẽ hát tặng anh một bài. Còn nếu như anh cảm thấy không đủ nữa thì thôi em tặng em cho anh luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Thầy anh nói trước nha. Dạ. Thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, xinh sáng. Em có nói với anh gì không? Hồi nãy thì có nghe anh chia sẻ là anh nấu ăn không được ngon đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, thì mai mốt mà thí dụ như em với anh mà có quen nhau thì chỉ có ăn mì gói thôi anh ơi, em nấu ăn cũng không ngon luôn. À vậy hả? Dạ. Vậy mình phải đi học đi, học nấu ăn á. Chứ anh nghĩ là có gì đâu, không biết thì phải đi học, muốn giỏi thì học, có gì đâu. Dạ. Cho em hỏi một cái nữa là quan điểm của anh như thế nào về con gái xăm hình? Nói thiệt ra nhiều lúc á anh suy nghĩ ra người Việt Nam mình á là rất là bất khuất. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thời gian hiện tại đây á anh thấy thay đổi nhiều quá. Dạ. Xăm hình có. Dạ. Nhưng mà xăm hình á xăm gì nhỏ nhỏ gì ít thôi, cái đường xăm quá. Dạ. Nó làm mất đi phong tục của mỹ quan của người Việt Nam mình. Dạ. Thật chất đi. Ủa mất gì đâu, mất mỹ quan. Không, thật chất ra là nó làm hồi xưa nói chung là em thấy em thấy là xăm ít thôi, chứ làm xăm nhiều quá thì nó không được đẹp anh. Bây giờ người ta xăm ở trong bự chà bá lửa luôn. Không sao, nếu mà xăm trong thì nó che lại làm sao. Ừ, xăm trong được đúng không? Dạ. Bự cũng sao đúng không? Dạ, nhưng mà đừng cho nhiều quá thì nó không đẹp thôi. Mà phần ba lưng thì như thế nào anh? Nói nghe nè, giờ dạ. Xăm mà đẹp quá rồi sao? Ví dụ. Nhưng mà sao? Xăm em mà nghĩ rất đẹp thì em sao? Nghĩ xăm cái gì đâu mà đẹp, xăm đó. Đi ra đây. Dạ. Ra đây. Dạ. Đẹp không? Đấy. À, cái này hả? Ừ. Ờ, đẹp thiệt. Đẹp không? Đẹp không nè? Cái gì đẹp? Dạ, cái bông, mà em biết bông là gì, bông hồng. Ừ. Dạ. Không, bông này bông hồng hả em, hay bông dạ, gì? Dạ, mẫu đơn á chị. Mẫu đơn. À, dạ. Anh thấy đẹp. Đẹp không? Dạ đẹp. Mà em xăm... Không, không đẹp. Em là em xăm nhỏ thôi chứ em xăm lớn đâu. Em xăm là một cái gì đó trong tay em thôi, để em cố gắng nỗ lực thôi. Chứ em không thích xăm nhiều, không biết. Có xăm nè. Dạ đâu xong tại cái giọng em á, chứ xong đâu xong. Nói chung là cái những cái hình xăm ở trên người của em thì nó đều có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Thì cũng giống như anh là anh ngày xưa anh cũng đi từ khó khăn lên, thì em cũng giống như anh như vậy, một mình em cũng một thân một mình ở Sài Gòn em bươn chải. Thì những cái hình xăm của em, thứ nhất là em nói về cái bông hoa của em, thì bông hoa của em là tượng trưng là giống như một người con gái mạnh mẽ. Mình phải quyết đoán, mình phải sống tự lập và không dựa vào ai hết. Còn cái hình thứ hai của em là hình về cái đôi chim uyên ương, có nghĩa là ế quá rồi để em xăm, tại vì em suy nghĩ là cái gì cũng có đôi có cặp, thì khi mình xăm lên biết đâu mình sẽ có thì sao. Ờ anh thấy à. Đúng á, được thầy. À. Mai mốt lấy chồng về xăm hình em trên người được không? Dạ được. Ừ đó được. Hay. Đối với anh á là phụ nữ á mình phải biết chịu khó, siêng năng. Bây giờ thời buổi này người ta rất thích gì đại gia hay là thích mình có tiền, nhưng mà thật chắc ra đại gia người ta phải làm thôi mới có chứ đâu mà có. Dạ, cho mình đúng. Đồng tiền của mình làm ra là nó phải từ đổ mồ hôi nó ra, từ khó khăn lên mới quý được. Dạ. Rồi bây giờ em hẹn hò với cô ấy như thế nào, sở thích gì đó em hỏi đi. Em thì em rất bạn trai mà bụng to to xí, em rất là thích nựng nựng cái bụng. Em tâm đi, anh cũng có bụng mà bụng ít thôi. Tao nựng má cô nựng, thích nựng bụng lạ ta. Em thích nhéo lắm anh, em nhéo bầm luôn á. Nhéo vô bụng luôn hả? Dạ.
bụng anh vậy mở ra bự lắm đó. Em có gì mạnh mẽ chứng minh cô gái để bảo vệ cô gái này được không? Em yên tâm đi, anh tay vậy anh mạnh mẽ lắm, anh có võ. Có luôn không? Có anh. Ừ. Em, anh có học võ taekwondo. Rồi. Nói chung là ở bên quận 1 á. Em chỉ hy vọng là cái võ của anh sử dụng ngoài đường, đừng sử dụng ở em nhà là được. Anh sử dụng ngoài đường, còn em là anh bảo vệ. Taekwondo là thường có nhiều đòn đá chứ không có đòn tay. Rồi. Bây giờ coi anh đá nha. Anh Vinh coi gì không quan coi mà anh coi nha. Em có cần máy không? Đá không, anh, chúng em sao? Em ngồi đây, anh đá đây là đá dạ. Đại với đấu đá trước mặt em. Dạ. Mà mỗi vô là thủ nè. Em là thật rằng là vô là bạn nè. Mấy bạn vô là em thủ liền. Mà mấy bạn to không? Em hù liền. Để nó sợ mình. Hù sao? Vô. Hù luôn hả? Dạ hù với anh, không để nó tấn công mình đâu được. Mình hùng mạnh lên, cho dù đối thủ nào khi nào nữa mình nói ra đây mình hù nó để nó sợ. Giờ hù tôi coi tôi sợ không nè. Dạ giờ hù không? Thì mình phải mạnh mẽ lên anh, mỗi lần mình... Nhưng mà ra đòn nhanh lắm à, gọn. Ra đòn nhanh lắm. Tại vì nhiều khi em đấu với bạn nhiều cao hơn anh nữa đó. Anh nghĩ lý sao đâu, nói thiệt. Anh không nghĩ lý gì không, phải, không phải, anh em không sợ, em không sợ chứ không nghĩ lý gì. Anh nói chung là em rất là tôn trọng anh. Mày dễ thương quá. Dễ thương quá trời luôn á. Để tao vào nút bấm. Bấm nút là trao duyên lẫn nhau và có trách nhiệm với nút bấm đó. Trách nhiệm quyết định của mình. Nào, 3 2 và 1. Hết thời gian. Ủa em có bấm không vậy? Dạ không chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao về em gái? À, em thì em chưa có tìm được một cái cảm giác rung động với anh. Nhưng thật sự nói đây là chàng trai rất là tốt luôn. Có dạ. Ý chí cầu tiến. Rất tiếc điều đó. Dạ. À,